Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đang xem đến kênh Ngân Vũ Family CV. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món vừa dễ nấu mà đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho các bé nhà mình nha. Thì ở đây các bà mẹ ai cũng băn khoăn làm sao cho con mình có thể ăn cá và ăn được những món rau củ. Con mình thì nó không thích ăn rau củ, cho nên mình đã suy nghĩ rất là nhiều cách để chế biến vừa có cá vừa có món rau củ. Mời mọi người cùng làm theo mình nha. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị một phần cá hồi. Miếng cá hồi phi lê này mình mua ở Co.opmart vừa mới làm ra luôn á. Một ít thịt băm, một ít ngò rí và một miếng bí đỏ. Bé nhà mình thì nó không có thích ăn cá, nó chỉ ăn thịt với trứng thôi, cho nên là mình tìm cách bổ sung thêm rau củ và cá cho con mình á. Ở đây mình sẽ chuẩn bị một ít tỏi và bí đỏ mình sắc nhỏ ra như vậy nè, với lại cá hồi mình cũng sắc miếng nhỏ nhỏ luôn. Mình sẽ cho cái phần bí đỏ với cá này là mình sẽ xay nhuyễn nhau để mình trộn vào trứng á. Mình sẽ cho vào cối mình xay ha. Ở đây là phần một ít bí đỏ sắc nhỏ và cá hồi nè. Ở đây mình cho vào một ít hạt nêm ha mọi người. Mọi người có thể thay bí đỏ bằng rau xanh hoặc những cái gì mà ít mùi để dễ ăn, nếu nhà bé các bạn á mà nó có cái vị giác hơi nhạy á, nó không thích ăn loại rau mùi thì các bạn tập ăn bí đỏ hoặc là những cái loại rau mà ít gây mùi nhiều ha. Mình có bỏ xí đường và xí bột ngọt, xí nước mắm nha. Mình sẽ cho ít vào thôi. Bé nhà mình cũng lớn rồi đó mọi người ơi, cỡ khoảng 8 tuổi rồi. Nhưng mà tại vì nó không có thích ăn rau củ với cá, cho nên mình phải tập cho nó từ từ. Này là mình tập từ nhỏ luôn, nó vẫn không thích ăn nha. Đây là mình sẽ cho vào 2 quả trứng. Mình sẽ xay cái hỗn hợp này cho hòa quyện vào nhau cho mịn nha. Mình có thêm nhiều một ít dầu ăn Kiddy nè mọi người. Dầu ăn Kiddy này thì bổ sung thêm omega 3 cho bé rất là tốt ha. Bổ cho mắt nữa và DHA nữa. Sau đó thì mình chuẩn bị một cái nồi nhỏ để mình dịp khi mình nấu canh ha. Mình cho vào một ít dầu ăn. Mình cho tỏi và mình phi cho vàng thơm lên nè mọi người. Rồi lúc đó mình mới cho cái phần thịt băm vô để xào thịt băm cho nó săn, nó chín và nó thơm ha.
Mình sẽ thêm vào một ít hạt nêm, một ít ngọt và một ít muối. Và mình cho thêm một xíu nước mắm nè, chừng khoảng nửa muỗng cà phê nước mắm thôi mọi người, để tạo cái hương vị thơm cho cái món canh của mình nè. Mình sẽ cho vào 2 cốc nước ha. Cốc nước này của mình là khoảng 250ml á. Cho 2 cốc là cỡ 750ml. Trong khi chờ nồi canh mình chín thì mình bắt đầu bát chảo lên mình chiên trứng nè. Mình sẽ cho một ít dầu ăn trên cái chảo chống dính này thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ đợi chảo nóng á, mình cho phần trứng này vô mình chiên. Thì trứng này á, nó có cá hồi nè, có bí đỏ nè. Nên là mình chiên thì mình để lửa nhỏ, lửa siêu siêu thôi, cho nó chín đều cái phần bí luôn nha mọi người nha. Mình dùng nắp đậy lại cho cái phần chín này nó trứng lên bên mặt trên luôn ha. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè. Mình sẽ cho ra tô và trang trí một ít ngò lên để nhìn cho nó hấp dẫn ha. Thì món ăn này vừa có trứng, vừa có cá, vừa có bí đỏ nữa, thì đảm bảo chất dinh dưỡng đầy đủ cho bé nhà mình luôn á. Nếu các bé nhà mình không chịu ăn cá thì nhà mình hãy thử làm những món này cho bé nó dễ ăn ha. Chúc mọi người sẽ thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hãy like và subscribe cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.